game today. Hello, chào anh em, chào mừng anh em đến với cả Game Today. Và như đã nhà hàng từ trước thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em cách nâng cấp đồ họa của cái bàn cờ mặc định của AutoChess, làm cho cái bàn cờ mặc định này trở thành một cái bàn cờ rất là đẹp, đẹp xuất sắc, đẹp siêu cấp vũ trụ anh em nhé. Ở phía trong game, bàn cờ thường mặc định nó là một cái bàn cờ thường và không có gì đặc biệt, khá là xấu. Nhưng mà sau khi mình mốt lại thì nó đã trở thành một cái bàn cờ truyền thuyết với ánh sáng rất đẹp. Toàn bộ phần texture đã được thay bằng cái chất lượng là 4K, thêm các hiệu ứng ánh sáng được tăng cường làm cho cái map trở nên lung linh và huyền ảo hơn. Cái mốt này mình làm thì cái chất lượng đồ họa nó đẹp hơn rất nhiều, nhưng mà cái độ luột ở trong game mượt mà, chơi rất là mượt mà không bị giật lag. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành mốt nhá anh em nhá. Thì anh em thoát game ra, lúc đầu anh em ở trong game thì anh em thoát ra. Sau đó anh em kéo xuống cái phần mô tả trong cái clip này, ở dưới đấy nó sẽ có cái link download. Xin có lưu ý là chỉ có các anh em ở trong hội siêu cấp vô địch thì mới có thể xem được cái link này thôi nhá. Vì cái mốt đồ họa này là mình dành tặng cho các anh em fan Game Today thôi. Sau khi vào cái link download thì anh em download cho mình cái file mốt nhá. Bước tiếp theo các anh em sẽ vào cửa hàng nhá, cửa hàng Play của Google, và anh em search cho mình cái phần mềm RAD, và các anh em tiến hành cài đặt cho mình trên máy các anh em. Các anh em sẽ phải đợi mất một vài giây. Thì cái file mà các anh em download về, cái file nó sẽ có tên là mốt bàn cờ mặc định nhá, mốt nâng cấp đồ họa của bàn cờ mặc định, đó là tên của cái file. Sau khi anh em download file RAD xong thì anh em mở nó ra, rồi anh em sẽ, nó sẽ hiện lên cái bảng như này. Thì bình thường ấy, cái file download nó sẽ vào cái phần download này. Tuy nhiên là cái file của mình thì nó sẽ ở trong cái thư mục picture. Đây, nó sẽ có tên là mốt nâng cấp đồ họa mặc định autochess.rad. Anh em ấn vào. Anh em sẽ vào một lần nữa nhá, vào trong. Rồi, khi anh em thấy cái tên thư mục là Access Ban này này thì anh em tích cho mình vào cái dấu tích ở phía bên cạnh này. Đó. Sau đó thì anh em sẽ ấn vào cái biểu tượng ở cạnh cái sọt rác có cái hình mũi tên đi lên nhá. Sau đó anh em ấn vào mở. Anh em ấn vào mở cho mình. Sau đó anh em sẽ đi theo cái đường dẫn này. Anh em ra ngoài, anh em tìm cho mình cái thư mục, nó có tên là thư mục Android. Anh em ấn vào Data nhá. Anh em tìm cái thư mục Data. Sau đó anh em tìm thư mục com.vilagameautochess. Sau đó anh em vào thư mục file. Tiếp theo là sẽ vào game data. Rồi, sau đó thì anh em sẽ ấn ok cho mình. Thì ở đây nó sẽ ghi là hỏi trước khi ghi đề, rồi cũng không có gì cả. Thì anh em ấn ok lần nữa nhá. Anh em ấn ok cho mình. Thì nó sẽ hỏi là có thay thế tập tin không. Thì anh em ấn cho mình là thay thế tất cả nhá. Anh em sẽ ấn vào cái phần là thay thế tất cả. Rồi ok, ấn vào và đợi một lúc. Đó, nó load hết 100% là chúng ta xong nhá, là coi như là cái quá trình mốt đã hoàn tất. Thì bây giờ anh em thoát khỏi cái phần mềm ra này ra. Anh em thoát ra và anh em tiến hành là vào lại game nhá. Anh em vào lại game cho mình. Anh em vào lại game và anh em sẽ thấy là có cái sự thay đổi tất cả những cái về cái phần bàn cờ chờ này, ở sảnh chờ này đã có sự khác bột rất là lớn rồi. Đó, vậy là chúng ta đã xong cái quá trình nâng cấp đồ họa cho bàn cờ mặc định của AutoChess Mobile.
rất là cảm ơn các anh em đã quan tâm và ủng hộ kênh trong thời gian vừa qua. Mọi thắc mắc cũng như chia sẻ về cái mốt này thì các anh em hãy comment phía dưới cái clip cho mình nhá. Chúc các anh em sẽ có thể là có một cái nhân phẩm tốt hơn khi mà sử dụng cái bàn cờ của Game Today. Và hãy like cho mình nếu thấy cái clip này có ích cho anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye.